đi qua những khờ dại. Ngược dòng sông ấy, nước mắt trong lành cội nguồn. Như chiếc lá, như cành cây khô gầy rụng trước gió. Cuộc đời vẫn thế, vẫn sinh ly từ biển. Đừng quên năm tháng được gần mẹ cha. Đừng quên câu nói mai này con sẽ hiểu. Một ngày khi nghĩ về những gió mưa nhọc nhằn nặng tiếng lòng, rồi hành trang ấy ai sẽ mang khi lìa chân. Như hạnh phúc, như tình yêu vốn đâu cần nguyên do. Cuộc đời vẫn thế, có yêu thương thù hận. Đừng như mây gió nhẹ nhàng trôi đi. Đừng quên yêu thương nơi làng quê mái nhà. Rồi ngày sau nghĩ về những tháng năm vô thường nặng tiếng lòng. Nơi đây còn bao tiếc nuối, nhớ thương đầy vơi. Nhẹ lòng ai đi qua mênh mông dòng sông, ngước mắt nhìn về trong tim còn lại. Thiệt tình con với cái nuôi tới lớn không nhờ vả được đứa nào hết trơn. Xin lỗi chị nha, tôi làm phiền chị. Tôi hút thuốc làm chị ho phải không? Không sao đâu, anh cứ hút đi. Tôi thật ra cũng quen được mùi thuốc của chồng tôi mấy chục năm nay. Anh cứ hút tự nhiên đi, để tôi canh bảo vệ, khi nào thấy tôi nói cho. Thôi khỏi, cái chuyện đó tôi cũng biết mà, tôi ăn điếu thuốc rồi. Nè, anh lui qua cho tôi ngồi xíu nha. Cứ tự nhiên. Nè, hình như á là tôi thấy anh đang buồn chuyện gì đúng không? Có buồn chuyện gì đâu, chỉ là buồn chút chuyện gia đình thôi. Không lẽ anh buồn vì chuyện con cái? Sao chị biết hay vậy? Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, còn chuyện gì phải lo nữa, công danh sự nghiệp tình yêu gì chứ. Giờ chỉ có con cái là làm cho mình phiền não nhất thôi. Nói chị nghe nè, cả đời tôi á nghe lời vợ, mấy chục năm nay ru rú ở trong nhà có biết gì đâu. Ngay cả quán bar cũng không dám bước vào mà. Nè, anh muốn đi bar hả? Ở đó nhức đầu lắm, nó không hợp với anh đâu. Thì tôi muốn thử cái thứ mà tôi chưa bao giờ thử. Bây giờ có được chút tự do rồi, cũng phải làm cho biết chứ. Chứ mai mốt chết rồi không phải hối tiếc.
Ờ, cũng đúng ha. Giờ còn ước nguyện gì muốn làm á, mình cứ làm hết đi. Không mai mốt á, mình nằm một chỗ hối hận á. Vậy mà tụi nhỏ nó có cho đâu. Cứ mặt nặng mày nhẹ, hở một chút là la la. Tới hút thuốc á, cũng phải trốn ra đây hút nữa nè. Bởi vậy người ta nói á, nước mắt chảy xuôi, có khi nào sai đâu. Ngày xưa á, mình vất vả mình nuôi tụi nó, có bao giờ mình than vãn tiếng nào đâu. Còn bây giờ á, phải nhìn con cái mà sống. Mà nói đi cũng phải nói lại, phải thông cảm cho tụi nó. Tụi nó còn trăm thứ phải lo, giờ mà nó lo thêm cho mình khổ lắm. Thôi anh à, nghe tôi khuyên, giờ anh phải tự lo cho mình. Có con cái, chẳng lẽ bỏ tụi nó mà ra ở riêng? Chắc tụi nó cũng không đồng ý đâu. Tôi có chuyện này muốn nói mà tôi sợ anh buồn. Chứ làm gì có chuyện con cái bây giờ nó chịu chăm sóc người già bệnh tật chứ anh. Thôi thôi chết rồi, bây giờ tôi phải về nấu cơm. Để hồi tụi nhỏ về không có cơm ăn nó la. Nè, khi nào mà anh buồn á thì anh đi ra đây mình nói chuyện nghe không? Giờ tôi đi trước nha. Ừ, cảm ơn chị nghe. Chuyện gì vậy? Ở đây đâu phải cái chợ. Nè, bỏ điện thoại xuống đi. Tôi nghĩ chuyện này lan ra ngoài sẽ không hay cho các cô đâu. Con trai ông á là đồ lừa đảo, quen một lúc ba người, đúng là đồ sở khanh mà. Con tự giải quyết đi. Bây giờ bình tĩnh nha. Bữa giờ á, anh có quen một ai đâu, tất cả đều là tình nguyện. Tình nguyện yêu đương, tình nguyện dâng hiến, có đúng không? Cái đồ chơi chẽn. Anh quen một lúc ba người, đúng thế nào hả? Đúng mà, anh chưa bao giờ nói mình độc thân. Mà hơn hết, tiền bạc anh rất sòng phẳng. Anh tặng tụi em rất nhiều quà, chưa biết ai thiệt hơn ai nha. Hay là như vậy đi, bây giờ anh sẽ tặng các em mỗi người một chiếc túi hiệu. Ok không? Coi như là quà chia tay. Bây giờ ai đi trước sẽ được chiếc túi mắc nhất. Đi thôi. Đi. Anh chờ em với. Sếp, qua cái chuyện vừa rồi á, cậu Danh á làm bẻ mặt cả công ty luôn. Làm gì dám ra qua chỗ này nữa. Nhỏ cái miệng lại một chút. Phải hạ cậu ta xuống trước, sau này có muốn dùng đến cũng dễ dàng hơn. Sếp đúng là anh Minh nha. Cái chuyện á mà má của cô An á bị mấy người lạ xông vô đánh ghe ở Củ Chi á, mấy năm trước á, chắc cũng vì lý do này hả sếp? Bịa đặt. Nếu như bịa đặt thì tại sao con có cái cơ ngơi như vậy? Bịa đặt mà vợ người ta xuống nhà kia kìa, quậy sầm ở dưới kìa. Trời ơi, làng xóm người ta cười vô mặt tao, xấu hổ muốn chết luôn vậy. Sếp thấy em nói đúng không sếp? Cậu theo tôi bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà phải nói cái vụ lần đó trời đi cũ lại làm mạnh tay đến như vậy. À, nhưng mà không ngờ sau chuyện đó cô ta lại không nghỉ việc. Trận đó anh cũng tốn khá nhiều. Thì ra chuyện đó là do anh làm. Cô nói gì tôi không hiểu. Những người làm sai lúc nào cũng không bao giờ biết mình sai ở đâu. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cách đây 2 năm mà má tôi lại đến gặp tôi với cảm giác giận dữ như vậy. Anh có biết hậu quả của anh gây ra là cái gì hay không? Hả? Hả? Đó chính là cơ hội cuối cùng có thể cứu vãn được mối quan hệ giữa tôi và má tôi. Và chính hôm đó má tôi đã gặp tai nạn và qua đời. Anh vừa lòng anh chưa? Đáng lẽ là tôi phải cảm ơn anh vì hồng phước của anh mà tôi đã phải bán mạng cho công việc để tôi không cảm thấy cô độc trong chính gia đình của mình. Cảm ơn anh.
Nhi. Ủa cô? Con đi đâu vậy? Cả ngày hôm nay con không về nhà đúng không? Con mới hẹn với bạn con xong, bây giờ con lại hẹn với bạn khác nè cô. Nhìn bộ dạng của con á là cô biết rồi. Con không cần phải nói dối cô đâu. Ở nhà có chuyện gì? Ba bắt con chuyển trường mà không thèm hỏi ý của con. Con làm gì cũng không vừa lòng ba con hết. Con không muốn về nhà nữa. Vậy lên xe cô. Cô dẫn con đi xả buồn. Con cảm ơn cô nhiều nha. Nhờ cô mà con hết buồn luôn rồi. Lần sau con tới đeo bám cô nữa có được không? Chuyện nhỏ. Mai mốt buồn á, con cứ qua đây. Cô chắc đi chơi cho quên hết buồn luôn. Trời, cô An là số 1. Rồi, con về nha cô. Con về nha. Nhi, con đi đâu mà hồi sáng giờ ba gọi điện cô không bắt máy vậy? Con bỏ điện thoại trong túi nên không có để ý. Ủa, đây là con gái của anh hả? Sao con đi với cổ? Nè, tôi thấy nó buồn, tôi dắt nó đi chơi thôi. Anh làm cái gì mà căng thẳng quá vậy? Cô là người ngoài, biết gì về chuyện gia đình của tôi mà nói. Tôi chưa nói cô lôi kéo con gái tôi đi chơi từ sáng tới giờ đó nha. Thôi đi ba. Thôi cái gì mà thôi. Cô ta là người lạ, lỡ có chuyện gì thì sao đây? Không bao giờ ba nói mà con nghe hết. Con chỉ nghe người ngoài thôi. Người nên lắng nghe là anh đó. Anh làm cha cái kiểu gì mà ép buộc con cái đến nỗi nó không muốn về nhà nữa. Anh mới là người nên xem lại mình đi thì hơn. Cô biết cái gì mà nói. Từ đây về sau ba cấm con không qua lại với cô ta nữa. Rõ chưa? Đi vô. Ba, ba có biết là hôm nay con bị thương, nhờ có cô An quan tâm lo lắng chăm sóc. Con có bị làm sao không? Đưa ba coi. Thôi đi, cổ là người ngoài mà còn có thể làm cho con vui. Còn ba thì sao hả? Suốt ngày chỉ biết ra lệnh thôi. Ba mà còn như vậy nữa, con bỏ nhà đi cho ba coi. Nhi. Nhi à. Nhi. Nghe ba nói nè. Nhi. Ủa, trời ơi, nhà cửa sao tối thu vậy nè? Tâm ơi Tâm, Hiền ơi, bếp nút gì mà vắng tanh lạnh ngắt vậy nè? Rồi, không còn một hộp luôn, không có một hộp cơm luôn. Rồi, trống lỏng luôn. Không có cái gì mà để ăn cho được. Mấy đứa này nó tính bỏ đói tôi hay gì nè? Có ý đồ nè. Thiệt tình.
rồi, gọi không được luôn. Ông Sáu, tôi nghe ông Sáu ơi. Đi nhà hàng nhậu không? Đi chứ sao không? Ờ, à, vậy qua tôi đi. Vậy hả, tôi qua liền nha. Qua liền rồi, chờ tôi nghe. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Ông này mới lên Sài Gòn có 2 năm mà rành chỗ ăn đồ quá chứ ha. Công nhận lâu rồi vợ chồng mình mới đi ăn tối riêng vậy. Vui quá. Em, tối nay vui vậy, mình làm một hiệp nghe. Trời ơi, nó nhỏ thôi. Ủa, sao cửa nhà mở tan quang vậy? Vô coi đi, đi. Ba ơi. Ba ơi, ba ơi, ba. Ba ơi. Hình như ba không có ở nhà. Trời đất ơi, đi đâu để cái nhà tan quát vậy? Rợn trộm vô nhà thì sao? Ông già này thiệt tình à. Anh, đi kiểm tra coi nhà có mất cái gì không. Kiểm tra đồ đạc. Hình như phòng khách không có mất cái gì em ơi. Em bây giờ vậy nè, em vô phòng này đi, em vô phòng ba, lẹ lên. Thiệt tình luôn á. Chuyện gì vậy? Tôi tới đây để xin lỗi cô và cảm ơn lúc nãy đã đưa con gái tôi về. Chắc cô vẫn chưa ăn tối. Cảm ơn anh, tôi không ăn đâu. Cô không nhận thì tôi sẽ để ở đây. Mà nè, có chuyện này tôi nhất định phải nói với cô. Mong cô từ nay trở về sau đừng giúp con gái của tôi bỏ nhà ra đi nữa. Hiểu chưa? Ủa anh, anh có biết chiều nay con gái của anh nó đã buồn bã như thế nào không? Hả? Thay vì anh tới đây anh ngăn cấm tôi gặp con gái của anh thì anh nên về nhà và tâm sự với con gái anh thì hơn. Chuyện nhà của tôi á, nè, chuyện nhà của tôi á, cô không hiểu đâu. Mong cô đừng can dự vào. Tôi nói thiệt với anh là tôi cũng không muốn can dự vào chuyện gia đình anh đâu. Nhưng mà tôi hiểu được cảm giác của con bé khi bị bỏ rơi là như thế nào, cảm giác bị áp đặt là như thế nào. Chắc là anh và vợ của anh cũng vậy đúng không? Cô im đi. Ủa, mắc mớ gì tôi phải im? Tại sao tôi phải im chứ? Vợ chồng hai người bao che cho nhau chứ gì. Cô ấy đã chết rồi. Cô hài lòng chứ? Vậy cho nên tôi mới nói cô, nếu như mà cô không biết chuyện gì á thì đừng có ăn nói lung tung. Đừng có tự tiện chỉ trích người khác khi bản thân mình không biết về cái gì. Ủa, đồ đạc ngăn nắp mà ta, đâu có xáo trộn gì đâu. Ủa, ba đi đâu ta? Ba này đúng là ẩu thiệt. Ẩu gì đâu. Ủa, mình vô đây rồi, sẵn tiện mình kiếm luôn cái sổ tiết kiệm ha. Đúng rồi.
đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu vậy ta? Tâm. Ê. Con làm gì vậy? Con con đang kiểm tra coi có mất gì không. Làm gì có kiểm tra kiểu vậy? Con phải con đang tìm cái Có tìm gì đâu. Ba này. Mà ba nữa. Đó. Đi đâu mà để cái nhà tan quát? Lỡ trộm vô khi hết đồ đi thì sao? Hồi nãy ông Sáu ông điện rủ đi ăn, rồi ba gấp quá quên đóng cửa. Thời ba rảnh thì ba nấu cơm cho vợ chồng con ăn, rồi có ba ăn luôn, đúng không? Câm hồng lại ngang. Ngang. Ba là ba của con, chứ không phải ở đợi cho con nghe. Đi ra ngoài đi. Đi. Ba. Mệt quá. Ôi. May quá. Trời, ba tức giận vậy luôn đó hả? Tự nhiên đùng đùng nói giận hả? Anh chỉ đề nghị là ba nấu ăn thôi. Mỗi mấy chuyện đó bình thường mà. Xưa giờ ba vẫn là người nấu ăn. Chắc là do má mới mất, tâm lý của ba chưa ổn lắm. Thôi tạm thời mình đừng có nói chuyện này nữa nha. Mà không biết được ở trong đó có bao nhiêu ông giấu như mèo giấu. Anh nói gì vậy? Ai giấu? Anh nói gì không hiểu gì hết trơn. À, ý anh nói ba hả? Đâu gì đâu. Em nghĩ gì đâu không à. Thôi đi tắm lẹ đi. Anh tắm nữa nè. Lẹ đi. Thôi đừng có nói gì nữa hết trơn á. Thống nhất ngay từ đầu rồi đúng không? Mình nuôi ba, để ba ở đây đến khi nào mình chia tài sản thì mới tính tiếp. Vậy hả? Chịu khó. Ừ. Ông già này đúng là ghê gớm thiệt. Rồi ba gấp quá quên đóng cửa. Ba đánh thay nhà nấu cơm cho vợ chồng con ăn rồi có ba ăn luôn. Cái gì? Dịch giả vậy ba ra ngoài đường ba bệnh thì sao? Đúng không? Tâm hồng lại ngang. Đói quá má ơi. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Đói bụng muốn chết đây nè. Hai cha con định để cho hai mẹ con tôi đói rã ruột hay sao? Đây, tới rồi. Ê, bình tĩnh. Nóng hổi giờ thổi về ăn đây. Đây, nè, ăn đi con, đó, ăn đi. Còn nóng đó. Rồi, nóng hổi. Ngồi xuống. Dạ. Đi đây ba bới. Nè, nó là con gái, để nó tập bới. Nè ba. Con. Để cho Tâm ăn trước đi, nó đi học nè. Ăn đi con, ăn rồi đi học cho sớm. Nè, bà ăn đi. Gì vậy? Cơm khét lẹt vậy sao ăn? Vậy là sao ăn? Nấu cơm mà cũng không xong, là sao? Tại nãy cướp điện, rồi con An nó bắt đi cho bò ăn. Tôi thấy vậy tôi nấu bằng củi, rồi nó khét chút đỉnh, và cái khét đó bỏ là ăn được rồi con. Trời ơi là trời, cơm và sao ăn được? Thằng Tâm nó đang tuổi ăn tuổi lớn, ông làm như vậy thì làm sao nó có sức để học đây? Trời ơi, có miếng cơm cháy thôi mà má làm dữ vậy? Không ăn thì để con ăn. Anh ba ăn đồ ăn không đi. Cô thì hay rồi, má nói một tiếng thì cô cãi lại ba tiếng. Con gái ngoan của ông đó. Trời ơi, thịt mặn chát gì sao ăn? Thiệt tình luôn á. Sao con không ăn nữa đâu? Mình đi ăn gà chiên đi má. Tôi làm mệt gì, vất vả kiếm tiền, mong ăn được một bữa cơm ngon lành, vậy mà cũng không yên nữa. Đó, cơm ngon đó, cha con ông tự ăn đi. Đi ăn gà chiên. Đúng là không ưa nổi. Thank you.
Thôi con ăn đi. Coi gì ăn được á, cứ ăn rồi đi học. Để ba ở nhà ba dọn cho. Cảm ơn ba. Ba ơi, nhanh lên đi. Ba định bỏ đói tụi con hả? Lẹ lẹ lên. Làm cái gì mà lê mê lê mê. Dòng bữa cơm cũng không xong nữa. Nhanh lên. Xin lỗi ông bà chủ. Bữa nay tôi làm cơm hơi bị trễ. Chúc ông bà chủ ăn cơm ngon miệng. Trời, thái độ vậy là sao? Cái gì đây? Hả? Canh hay nước muối? Cá tanh định vậy, sao ăn? Trời ơi, tôi làm cực khổ kiếm tiền về nuôi ông. Ông nói bữa cơm không xong là sao? Không mấy anh đuổi đi đi, rồi mình thuê ô xin khác. Làm còn thua ô xin nữa, ăn hết luôn đi. Không dám nấu ăn nữa đâu. Sợ quá. Dạ con nghe ba ơi. Thắng ơi, ba không ở nhà thằng Tâm nữa đâu. Nó muốn ăn cắp tiền của ba đó. Ba. Trời đất ơi. Ba nói gì vậy? Hả? Alo. Anh Hai hả? Anh Hai được có tin. Ba đặt điều đó. Em không có ăn cắp tiền của ba. Em sẽ gọi điện cho anh Hai sau. Con chưa nghe lén ba hả? Sao vậy ba? Mấy bữa nay ba ở đây, con vất vả nuôi ba. Bây giờ ba gọi điện cho anh Hai, ba đặt điều nói xấu con làm sao? Chứ hồi hôm mình vô phòng ba lục lão, không ăn cắp tiền chứ làm gì? Thì tại ba, ba đi chơi, ba không đóng cửa nẻo, con đặt chuyện nữa. Nè, bây giờ ba không được phép gọi điện cho anh Hai nữa, con cấm. Con, bộ mày cha tao hả? Con cái dưới đường nó coi mình không ra cái gì hết. Cô hồn các đảng. Bà lại than phiền Tâm hả anh? Em thấy hay là để bà về Củ Chi ở đi. Chứ dù gì người lớn tuổi ở quê cũng tốt hơn ở thành phố mà. Nhưng mà nếu bà ở trên đó đó thì mình sẽ không có chạy qua chạy lại thăm ba được. Anh thấy như vậy không ổn đâu. Nhưng mà giờ ba đang ở thành phố, em thấy cũng có ai tới thăm ba đâu. Rồi khi nào anh định nói với ba về chuyện của mình? Trước sau gì ba cũng biết. Hay là bây giờ mình nói trước vẫn tốt hơn? Cứ để anh tính. Má anh vừa mới mất, cho nên không nên nói vào lúc này đâu. Thì anh tính từ từ đi. Bạn em nói là có vài người để ý nhà của mình rồi đó. Chỉ cần ngân hàng không phát mãi nhà mình á, thì mọi thứ vẫn ổn. Thôi ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Thank you.
chuyện gì? Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nha, tôi sợ ý quá. Không có gì đâu. À, mì gói hôm qua anh nấu ngon lắm. Có gì lát nữa tôi qua nhà anh tôi trả cái hộp nha. Thiệt tình đó là anh nuôi con một mình cũng cực, mà tôi không biết, tôi lại trách anh như vậy. Thôi để lần tới tôi khuyên bé Nhi để nó không đi chơi nhiều như vậy nữa ha. Được vậy thì cảm ơn cô. Người gì đâu mà lạnh lùng thế sợ à? Ba. Ba. Ba nhà coi nhà, đừng có đi đâu nghe. Ba mà như hôm qua là chết tụi con luôn á. Ba, con có mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh á, có gì ba lấy ra ba hâm lại ăn nha. Tụi con đi làm nha ba. Cấm tao hả? Không cho tao đi chơi hả? Trời, không cho đi tao không biết, kêu bạn tao lại đi chơi hả? Ông Sáu hả? Sáu nghe đây. Qua nhà tôi chơi, cô Hồn cắt đảng đi hết rồi. Vậy hả? Qua liền. Qua liền nha, tôi chờ đó. Chị ơi, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì vậy em? Xưởng ông Bình gia công cho bên công ty mình, này lại gia công cho công ty Nguyễn Vĩnh, đối thủ của công ty mình. Mà cái quan trọng ở đây á là sản phẩm y chang sản phẩm mới của bên mình. Sao lại có chuyện này xảy ra? Chừng nào sản phẩm mới ra mắt? Dạ, trước bên mình 10 ngày. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái giá thành của họ rẻ hơn bên mình. Sao có chuyện này được chứ? Dự án đó là do mình quản lý mà. Tại sao có chuyện này xảy ra được? An đã biết chuyện rồi đúng không? Em chỉ đưa bản thiết kế cho người ta, tại sao anh ta lại có được? Anh nghi là có người ở trong công ty của mình cấu kết với đối thủ đâm sau lưng chúng ta. Anh kia, bây giờ anh điều tra xem công ty của mình ai là nội gián. Em sẽ xuống dưới xưởng của mình coi sao. Chuyện này mới cứ giao cho anh. Chào cô. Em ở lại công ty tìm hiểu thêm thông tin, có gì báo cho chị. Dạ, em biết rồi. Mệt chết đi được. Đúng là không muốn học tí nào hết. Bây giờ phải kiếm cái gì đó ăn, xong đi học tiếp. Trời ơi, để liền. Tôi nói cái chuyện này không làm khó tôi được đâu. Hôm nay con được nghỉ học, cô tới cho con đi chơi nha. Từ giờ con nên nghe lời của ba đi. Mấy chuyện này cô không giúp con được đâu. Cô gì trời, mới hôm qua còn vui mà. Hay là do ba mình la cổ nên cổ giận ta. Có chuyện gì vậy? Ủa, ra đây ngồi một mình vậy? Bộ không có ai chơi hả? Chắc sống sao mà bị xa lánh mất rồi. Ê, nói gì kỳ vậy? Người ta dễ thương vậy mà xa lánh hả? Tội quá ha. Kệ tôi, liên quan gì tới mấy người?
bớt lo chuyện bao đồng giùm đi. Trời ơi, người ta quạo ơi, kìa. Ê, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ê. Nè, đi đâu vậy? Qua hỏi thăm thôi mà làm cái gì căng quá vậy? Mấy người làm gì vậy? Tránh đường giùm coi. Con nhỏ này mày nạt nộ ai vậy? Đánh nó cho tao. Mày nè. Cho mày chết nè. Cho mày chết. Cái mất dạy á mày. Mày mày. Mày nè, mày láo hả? Mày nè, đánh cho mày chừa hả mày? Thôi, được rồi. Từ nay gặp tụi tao phải chào hỏi lễ phép nghe chưa? Học sinh mới mà dám hổn hào, đúng là láo mà. Dạy nó bài học vậy đủ hôm rồi. Hôm nay cho mày bài học vậy thôi. Đánh vậy được rồi. Lần sau là coi chừng đó. Nhớ mặt tụi tao đó. Thôi đi, đi. Em không hiểu sao từ lúc ba về nhà mình á, em thấy anh lúc nào cũng khó chịu, cũng cáo gắt luôn á. Ờ, anh xin lỗi. Lấy anh được 3 năm rồi, em chưa hiểu hết được chuyện gia đình anh luôn á. Dạo này từ chuyện anh ghét bỏ Út An cho tới chuyện Út An bỏ nhà đi. Nè, em không cần quan tâm mấy chuyện đó hả? Em chỉ cần biết anh là người chồng tốt của em là được. Nhưng mà dù gì Út An cũng là người trong gia đình anh mà. Sao lại như vậy? Trong khi đó em thấy Út An nó rất có trách nhiệm với gia đình nha. Bằng chứng là cái việc mà em nhờ em gọi là nó đều có mặt. Em biết gì mà nói hả? Nó có trách nhiệm hả? Hả? Em nhìn đi. Nhìn đi. Nè, nhìn đi. Vết sẹo này nó ban cho anh đó. Ê, anh Tâm. Anh Tâm, anh kiểm tra chiếc xe này giúp em nha. Chiếc xe này á, bị bể kết nước, khách mới giao cho em á. Mà anh cẩn thận nha, máy còn nóng lắm nha. Anh cẩn thận á. Ừ, ừ, ừ. Em qua bên kia à. Rồi, biết rồi. Rồi, rồi xong rồi gọi khách đi. Đi khách lại lấy xe. Lên. Ây da. À. Mấy đứa cẩn thận nha. Dạ. À, ua, ua, ua. Mày định giết tao hả? Là quá xem thường tập đoàn Phương Tính của chúng tôi không? Làm việc với Phương Tính không phải nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy đâu. Bây giờ còn hợp tác với lại đối thủ cạnh tranh của chúng tôi nữa chứ. Bạn tôi nè, võ nghệ đầy mình nghe. Ông là dân Bình Định đó. Cậu lớn mới cái ông quốc là thành Bình Địa đó. Con có biết con đang là đại diện của tập đoàn Phương Tính không? Con qua đó năn nỉ chẳng khác nào con hạ uy tín của tập đoàn mình. Có phải cô làm việc hai mang hay không? Cậu có nhìn thấy tôi thông đồng với công ty Nguyễn Dĩnh chưa mà cậu kết luận chắc định như vậy? Cô là giám đốc kinh doanh, trong tay cô có bản thiết kế mẫu đầu tiên. Thank you.